Lô anh em tiếp tục cho máy anh em ơi. Nay làm cặp 3 chiếc nữa nha. 5018 sau không cũng không về Nghệ An nha. 5018-7 nha anh em. Yên máy, giờ cho khách về Nghệ An, sao không không đẹp về Nghệ An luôn. Ngày 5018 Thái Lan nha, đầu không. Khách trực tiếp vô xem máy nha. Về đất Nghệ. Đây anh em nữa nè, sao không không su. Con này cũng về Nghệ An luôn nha. Su này su 2022 luôn anh em, đời cao luôn. Hai số sới. Này được hai chiếc Nghệ An, một chiếc Bình Định nha. 2018 Thái Lan mới về kèm theo dàn sới máy 93 cực kỳ nét luôn anh em. Anh em nào có muốn 2018 đẹp thì liên hệ nha, đời 2020 xe đẹp luôn anh em. Một máy 93 xuất sắc luôn. Chiều nay em giao được 3 chiếc nha anh em, hai chiếc Nghệ An, chiếc Bình Định. Sao không muốn không với 5018 về Nghệ An hết nha. Sao không ăn su Việt nha anh em, su Việt lên vỏ không lớn, lên vỏ Nguyễn Định gai móc. Quá đàn ngầu luôn, máy Việt lên vỏ lớn nha. Về con này đi kéo là hết bài luôn. Đời cao tem bể, tem nổi chữ bể. Cô ta chữ bể nha anh em. Con này còn quá đẹp luôn. Nè, anh em nhìn nè, không đụng một tí nước sơn nữa hết trơn nha. Nguyên bản nguyên si, rất đẹp. Cầu số là nè anh em, rất đẹp. Nguyên bản nguyên zin toàn tập nha anh em, về Nghệ An nha. 6000 su 2021 anh em, hai số sới nha. Đó, cái cần gạt hai số sới đỏ đỏ cho vàng vàng đó nè. Tài chính 200 mua được 4708 đủ món không anh? Không được anh Ngụ ơi. 200 thì chỉ mua được đầu không thôi, còn mấy cái món phụ kiện phải cộng thêm. Lấy đâu hết đâu là được. Bốn gửi mới về cặp mà. Cặp máy Việt cũng còn ken lắm anh em. Hai em này về Nghệ An nha. Đó, quá đẹp luôn anh em. 3408 nằm kho chút xíu đi anh Gùi ơi. Có quan tâm thì liên hệ em gửi hình trực tiếp cho coi. Này mới dạng cặp bông gửi kèn xà beng luôn, đời 2017 luôn, đời cuối nữa chứ, bông gửi Việt Nam nha. Xin toàn bộ hết, ha, mới dạng cặp. À, mấy con này rửa ra là còn cực kỳ nát luôn anh em. Anh em nhìn cái cổ bô nè, anh em thấy không? Đời này có tạ trước luôn nè, anh em thấy không? Dạng sới, dạng cài đẹp lắm, còn nhiều lắm nha anh em. Dạng cài HD 246 em còn cực kỳ nhiều. Mấy cái vàng này anh em nhìn đây, cái độ mới nó cũng cỡ 80-90% anh em thấy không? Nè, hai mấy có anh em. Xúc lật chính hãng luôn nè. Đây, đang ghép xe cho khách nha, đây xe công ty vận tải 89. Anh em mua máy giao xe về tận nhà hết nha anh em. Đây một cặp lên xe nè, 5018 với 600. 5018-600 này về trung tỉnh nha, Nghệ An hết. Khách vô trực tiếp xe máy nha anh em. Còn 50 con 60 này lên vỏ không lớn nha, 16-98. 5018 đó thì bãi nha, bảo dưỡng kiểm tra cho khách luôn. Còn thêm một chiếc Bình Định đó nè, thường một xe chở từ 3-4 chiếc nha. Quá đẹp cho một cuộc tình nha anh em. Con 50 thì giá rẻ hơn em, con 20 này chưa tới 250 nữa, nằm tầm 230 mấy thôi, quá dễ xài. 230 mấy này có một chiếc 50 máy Thái rồi.
chất lượng thì nó không không giá tiền, nó giá tiền thì nó lên chất lượng, anh em 230 mấy thì đâu có ngon được, chứ 278 được. Rồi anh em có quan tâm liên hệ em nha. Kho bãi còn rất là nhiều máy anh em. 550 Thái Lan mới về nè, kèm theo dàn sới 93 cực kỳ nét luôn. À, anh em thấy không? Rất là đẹp nha, Hồng Kông này rất là đẹp. Năm không này đời cao nha, năm 2020 nha. Dàn sới 93 này còn cực kỳ đẹp luôn. Con này là gỡ ra là còn xuất sắc luôn anh em, nhìn cặp vỏ nè. Vỏ sau nè, vỏ sau Otani mà còn rất là nét. Dè bọng anh em ha. Ghế nguyên bản nguyên zin luôn nè anh em, thấy không? Con này 2018 Thái Lan mới về nè nha. Cầu số phanh chưa mở luôn nè. Gỡ ra cái là còn cực kỳ nét anh em. Dàn sới anh em nhìn cái bộ dao dàn sới nè. Đó, quá đẹp luôn nha. Anh em nào quan tâm con này liên hệ em. Rồi chiều nay em ghép cho hai em này về Nghệ An nha anh em. Đây xe xuống nè, thấy không? Đó, giao cho anh em tận nhà hết nha. Rồi anh em có quan tâm thì liên hệ cửa hàng em nha. Rồi cảm ơn anh em nha.